như cái tôi với tên vét. Mình chuẩn bị cái công cụ trước, như dùng cái nhớ ảo trước, rồi sau đó mình vô chương trình này mình mới gắn nó vô. Mở lại cái app này gắn vô. Luôn cái ảo. Rồi ảo giờ tôi copy đó là nhớ đó, nó đó. Muốn nhớ tạm á. Mình nhấn copy thôi chứ nó muốn làm gì làm. Làm gì làm đó. Rồi mình vô đây mình đi gắn vô bằng cách là gì? Open dữ liệu, mở dữ liệu lên. Mở cái dữ liệu open data của thầy. Mở dữ liệu của thầy lên. Ha, mình mở dữ liệu để gắn dữ liệu của thầy lên nè.